Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và trên tay mình đây là cái sản phẩm collagen của Úc 6 trong 1, đây collagen Spring Leaf 6 trong 1 đúng không ạ? Và mọi người biết là lượng hiện nay thì các bạn thấy là lượng mà chúng ta bổ sung collagen rất là đông đảo, rồi nam hay nữ chúng ta đều có nhu cầu bổ sung collagen, bởi vì collagen nó là một dạng protein mà chiếm tới trọng lượng 1/3 trong cơ thể chúng ta đấy. Protein nó chiếm 1/3 trong cơ thể và collagen là nó là một loại dạng protein đấy. Và các bạn biết là chức năng của protein, chức năng đầu tiên nó là chức năng tạo hình đấy. Tạo hình thì các bạn thấy là collagen và elastin, các bạn thấy là hầu như là tất cả các xương khớp, mô sụn hay là răng tóc móng đều có thành phần collagen đấy. Chức năng của nó là chức năng làm tạo hình đấy, rất là quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta có được đẹp hay không, săn chắc hay không đấy, căng bóng da để căng bóng mịn màng hay không, nó phụ thuộc rất là lớn vào thành phần collagen. Do vậy hàng năm mình khuyên các bạn nên bổ sung collagen nhé, dù ít hay nhiều chúng ta vẫn nên bổ sung. Và cái collagen của Úc này thì thành phần của nó là gì, tại sao là nó là collagen 6 trong 1 và nó khác với những loại collagen khác trên thị trường là ra sao? Thì các bạn biết rồi, đối với collagen thì đầu tiên ngay phải nói đến tác dụng của collagen, đó là giúp cho cải thiện về da, da rẻ, tóc móng ạ, da căng bóng mượt mà hay không, nó phụ thuộc vào collagen. Thì đối với ngoài cái chức năng đấy thì đối với cái sản phẩm collagen của Úc Spring Leaf này thì nó ngoài cái thành phần collagen thì nó có thêm thành phần, đó là thành phần lysine đấy, thành phần lysine 200 mg. Thì đối với thành phần lysine này thì các bạn biết là lysine thì nó có tác dụng, đó là nó làm cho là hỗ trợ sản sinh cái lượng collagen tự nhiên, đồng thời là ngăn ngừa mụn rộp, viêm da. Tiếp theo là thành phần kẽm là tăng cường miễn dịch cho da, giảm viêm da, mụn nhọt. Đấy, silicone 2,5 mg tăng cường sức khỏe cho da, tóc móng, hỗ trợ collagen. Đấy. Chiết xuất từ hạt nho 150 mg chống oxy hóa, cải thiện sắc tố mờ, thâm sạm, đấy, giúp da sáng. Và cuối cùng là tinh dầu hoàng thảo 100 mg giúp giữ ẩm da, giúp khô, giảm khô ráp, hạn chế sắc tố melanin và tăng cường nội tiết tố nữ. Đó, như vậy là ngoài cái tác dụng là cung cấp collagen giúp cho da rẻ căng bóng thì đối với sản phẩm Spring Leaf này thì nó còn giúp cho chúng ta là tăng cường nội tiết, trị mụn, trị nám cũng rất là ok. Do vậy tùy thuộc vào cái nhu cầu của các chị em, của các anh đang bị cái vấn đề gì thì mình sẽ tư vấn cho mọi người đúng loại collagen đấy luôn. Và cái loại collagen của Úc này nó là dạng 6 trong 1, do vậy nó là gọi là loại collagen mà viên uống, viên nang, nhưng mà loại là loại tổng hợp nha mọi người. Đấy, nếu mà mọi người chỉ thiên về bổ sung mình collagen thì mọi người sẽ chọn những loại mà collagen nào mà nó có hàm lượng collagen lớn đúng không ạ? Còn đối với cái dạng collagen Spring Leaf này thì ngoài cái chức năng là bổ sung collagen thì nó còn bổ sung nhiều các cái thành phần khác nữa. Đấy, nên là cái tác dụng của nó là rất là nhiều. Đó, nên là mọi người mà muốn ví dụ như vừa điều trị mụn, vừa muốn cái da căng bóng lại, vừa muốn tăng cường nội tiết thì mình khuyên mọi người sử dụng cái dạng collagen Spring Leaf này nhá. Collagen Spring Leaf này thì mọi người biết là nó có rất là nhiều cái tác dụng rồi đúng không ạ? Đấy, làm đẹp da, rồi là làm đẹp móng tóc, rồi chống lão hóa da, hỗ trợ xương khớp, rồi là tăng độ đàn hồi cho da, giúp cho da mềm mượt hơn, chống oxy hóa. Đấy, rất là nhiều cái tác dụng. Và ngày thì chúng ta sẽ uống 2 viên, buổi sáng 1 viên và buổi tối 1 viên nhá, sau ăn luôn ạ. Đấy, bà bầu, rồi là mẹ, nếu mà thời gian đầu cho con bú thì sẽ không dùng. Đấy, sản phẩm này sẽ dùng cho những bạn trên 18 tuổi. Và nếu mà còn thắc mắc cho cái sản phẩm collagen Spring Leaf này của Úc, hàng của Úc, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình. Và mình cam đoan rằng đây là một trong loại collagen các bạn rất là nên bổ sung luôn. Đấy, cái hàng của Úc thì mọi người biết là đây là cái nôi của những cái thực phẩm chức năng làm đẹp các thứ thiên về sức khỏe rồi, rất là nổi tiếng luôn. Đấy, những sản phẩm đến từ Úc các bạn thấy rất là nhiều. Đấy, và còn thắc mắc thì mọi người cứ alo inbox cho mình nhé. Đấy, collagen này thì mọi người biết rồi, cái loại này thì để mà check hàng thật hàng giả thì mọi người cứ trong này nó có, thứ nhất là nó có mã QR đây ạ. Đây, mã QR trên tay mình đây là cái đây, mã QR trên con mã QR này thì nó có chữ là Spring Leaf luôn nha mọi người. Đấy, hạn sử dụng, date sản xuất thì mọi người thấy là ngày sử dụng. Đấy, ví dụ trên tay mình đây là 11/3/2025, đó là hạn sử dụng của nó. Đấy, hạn rất là dài luôn nên là mọi người yên tâm. Mà đối với hạn sử dụng dài mà các bạn chỉ dùng ngày 2 viên là trên tay mình đây là cái mẫu to. Mẫu to tức là 180 viên. 180 viên thì mọi người chia 2 ra thì mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ dùng được rất là lâu đúng không ạ? Đấy, dùng được 3 tháng cơ. Đấy, nên là mọi người cứ yên tâm nhá. Đấy, còn thắc mắc thì mọi người có thể liên hệ với mình. Đấy, ok, xin chào cả nhà.